Tại bây giờ là 19 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2023, thì hiện tại con đang có mặt trên xe 05, xe cứu thương của Hội Thường nguyện ODS. Nghe đâu là bé bị bẩm sinh, bị bệnh tim, nói chung là mới sinh ra đã bị khá nhiều bệnh rồi, thì bác sĩ hết đường cứu rồi. Nhà gia đình cũng khó khăn nữa, cho nên là mới xin xe bên hội kia để xin chở cháu đi về ngoài quê. Rồi nhà ở ngoài thành phố Quảng Ngãi nha cả nhà. Thì gia đình có nguyện vọng là đưa cháu về đến nhà, giữ hơi thở cháu về đến nhà, thì sư phụ cũng đã cố gắng để giúp đỡ cho gia đình cũng như là giúp đỡ cho cháu để giữ được cái hơi thở về đến nhà cả nhà. Hiện tại bây giờ đi đến đường tên lửa cả nhà, nhưng mà cái tình trạng bây giờ là máy không thể nào hấp thụ vào được trong cơ thể của bé được nữa. Cái dòng máy này dòng máy cao cấp nhất mà bé không thở được, thì không có dòng máy nào để cho bé thở được. Lấy cái Cho nên cục là adapter lại. đành phải bóp tay nha cả nhà, bóp bóng tay chứ hết đường ấy rồi. Bác sĩ đi theo là cũng bất lực rồi. Máy đưa cái máy thoát thân vô cũng thô thô rồi. Cháu nó không thích nghi nổi. Giờ đành phải bóp bóng rồi. Nhưng mà nói gì nói thì sang với bóp giới với là mấy anh em tài xế thì thật sự ra mà nói lương tâm không cho phép để rút ống. Bây giờ hai thầy trò gắng cố gắng chiến thôi. Chiến được tới đâu hay tới đó. Giờ chỉ cầu mong một cái phép màu nào đó cả nhà. Xe đang vô cổng nha. Dạ rồi, rồi em đem ra đóng. Hello, xin chào quý khán giả. Thì hiện tại bây giờ là 19 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2023, thì hiện tại con đang có mặt trên xe 05, xe cứu thương của Hội Thường nguyện ODS. Thì ngày hôm nay con với lại một vị tài xế rất là đặc biệt nha cả nhà, sư phụ con. Đó, thì có mặt tại bệnh viện Nhi Đồng thành phố để đưa một ca đi về Quảng Ngãi nha cả nhà. Thì trường hợp này rất là đặc biệt nha cả nhà. Thì bây giờ là cái bé này là bệnh viện trả về mới sinh được 3 ngày thôi. Cái hồ sơ bệnh án thì con chưa có nắm được. Thì một xíu nữa sẽ lên xe và hỏi sau cho cả nhà nghe. Trước mắt bây giờ là sư phụ đã vô tới khu cấp cứu của bệnh viện Nhi Đồng 3 cả nhà. Thì ngày hôm nay đi trên chuyến xe này thì sẽ có kèm theo là một bác sĩ đi theo thuê ở ngoài, sư phụ thuê ở ngoài một bác sĩ đi theo và kèm theo có những trang thiết bị tới máy thở đồ này kia đầy đủ nha nha. Có một cái hầm rương nhỏ rồi cái quách ở cả nhà. Thì cái tình trạng cái bé này rất là xấu rồi. Đó, trong đây là cái bệnh viện nha nha. Thì con không xuống bệnh viện được, con không xuống dưới quay phim cho nhà xem được, thì mong cả nhà hãy thông cảm cho con. Đó, người nhà ra nó nói chuyện sư phụ rồi đó. Thì nghe đâu là bé bị bẩm sinh, bị bệnh tim, nói chung là mới sinh ra đã bị khá nhiều bệnh rồi, bác sĩ hết đường cứu rồi. Nhà gia đình cũng khó khăn nữa, cho nên là mới xin xe bên hội kia để xin chở cháu đi về ngoài quê. Rồi nhà ở ngoài thành phố Quảng Ngãi nha cả nhà. Thì gia đình có nguyện vọng là đưa cháu về đến nhà, giữ hơi thở cháu về đến nhà, thì sư phụ cũng đã cố gắng để giúp đỡ cho gia đình cũng như là giúp đỡ cho cháu để giữ được cái hơi thở về đến nhà cả nhà. Cô xin lỗi nha. Đó, sư phụ mới lên kế hoạch cả nhà thấy không? Thì lý do trong bệnh viện thì tụi con không có ấy được, cho nên con không có xuống được nha cả nhà, không có quay phim. Đó. Thì nghe đâu là gia đình này hay chồng của anh này cũng còn trẻ nhưng mà cũng khó khăn đó. Thì ngày hôm qua là đáng lẽ về ngày hôm qua, nhưng mà do một số công việc cho nên là sự xe ngày hôm qua không có rảnh, cho nên là mới chờ đến ngày hôm nay mới đi được nha cả nhà. Chờ con chút xíu nha, để sư phụ sắp xếp đồ đạc ở sau đẩy với bé ra. Con sẽ quay ở phía sau cho cả nhà xem.
Đó thì kèm trên có một cái máy thở chuyên dụng cho Nhi nha cả nhà. Đó, trong cái hộp đen này nè. Xíu nữa sẽ mở ra cho cả nhà xem. Bao trà và đồ tận liệm đầy đủ. Thì đây là anh bác sĩ thuê ở ngoài để đi theo để hỗ trợ, ráng cố gắng giữ cái hơi thở cho cháu bé này về đến quê nhà. Thì để cái tránh cái trường hợp mà xảy ra đáng tiếc trên xe, thì cho nên sư phụ quyết định là thuê một cái anh bác sĩ riêng ở ngoài. Đây là bác sĩ nha cả nhà, xin nhắc lại là để mà thuê bác sĩ ở ngoài để hỗ trợ cho cháu bé đi về quê. Cùi cái hộp máy thở đó luôn đi sư phụ. À, để trong cái vali luôn, cái kéo cái dây điện qua ổ điện đây, sư phụ bật điện lên là có điện à. Chừng nào mua được cái máy thở này? Mắc lắm. Đây là cái máy thở có hiệu là LTV-1200 nha cả nhà. Thì có một pin dự phòng riêng luôn, không cần điện vẫn xài được tầm khoảng 45 phút. Và kèm theo đây là cái máy này chuyên dụng dành cho những cái ca nhi như thế này. À, thì trên xe cũng có trang bị sẵn một cái máy thở rồi, nhưng mà cái máy thở này cái công suất lớn, không có cái chế độ để chỉa cho những cái thai nhi nó cắm điện ở bên kia được hết nha, cho nên phải bắt buộc phải cái này là thuê nha cả nhà, chứ không phải của sư phụ nha. Này là chị con đi thuê ở ngoài nè, có cái công tắc ngay ổ điện, anh nhấn cái nút đỏ vô là nó lên nè. Mập để mấy cây này nhiều quýnh lộn ha, để dặn bánh xe. Chạy nó dặn nó nghe đùng 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 hết. Bây giờ anh bác sĩ đang gắn cái máy thở. Có cái đầu lọc luôn á bác. Rồi rồi, để bác sĩ gắn máy cái bác sĩ vô. Cầm 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 cầm. Đưa bé ra được rồi, xem cái nhà. Cầm 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 cầm. Tình trạng sức khỏe của bé rất là yếu. Chào, bước lên đây ngoài bác. Ra xô dùm cái đầu bạn trai vô, đẩy cái đầu bạn trai của anh kia. Đẩy vô, đúng rồi. Xô vô, đúng đó. Đó, xô tí nữa. Cái anh nón trắng này là cha của bé vậy nha. Bé rất là tội nghiệp, chỉ có được 3 ngày tuổi thôi cả nhà. Tất cả sức khỏe hiện tại giờ rất là yếu, cả nhà thấy bé chỉ có 3 ngày tuổi thôi, chưa biết được gì. Trên xe không có rồi. Đổ máy nào? Chụp cái máy vô được mà. Chụp máy là vô được mà. Chuyển máy đi. À, nãy sang vô chồng á, sang lấy bệnh á. Thì người cha lúc mà cút cháu trong cái thùng kiến ra đó, thì người cha đã chết lặng. Thì câu chuyện này khá là đáng thương về tội nghiệp. Đứa bé thì tí xíu nữa Sang sẽ cập nhật cho mọi người biết cái tình hình của cháu bé. Bây giờ để trong cái công tác mình gấp rút để mà
giữ hơi thở cháu rất là cực kỳ quan trọng, cho nên thì Sang sẽ tạm Phan nói chuyện ở đây rồi để tập trung để mà cho Sang đã thuê bác sĩ đi theo. Mà bác sĩ hồi nãy quên là cái ca ngày mai bác sĩ là có hẹn lịch, cho nên là đổi bác sĩ khác, tí xíu là đổi bác sĩ khác. Cái ca trường hợp là đặc biệt cho nên là Sang có thuê được y tá không đủ cái năng lực đó, cho nên là buộc phải thuê bác sĩ đi theo. Rất là tội nghiệp, Sang hạn chế không quay vô mặt bé nha, mọi người thông cảm nha. Sự rất là tội. Đang cầm máy để làm sao cho cái máy nó đẩy được cái để mà giúp được cái hơi thở của cháu chỉnh cái mức làm sao mà đưa lên mát cho cháu thở. Cháu nói chung là cũng yếu rồi nha, hơi thở mà thở không vô được với cháu luôn nên là cũng khó. Thấy cũng đã chỉnh cái máy thấp mức thấp nhất rồi, thấp nhất cho đẻ cho sinh rồi mà không thể nào mà đưa vào trong cơ thể bé được cả nhà. Mà nó giờ chỉ có đành là để bác sĩ bóp tay thôi. Giấy ra viện rồi, giấy ra viện hả? Không, đưa thẻ này xuống, đưa thẻ này có hết trong đây. Bây giờ hai đại trợ con cũng tranh thủ. Tranh thủ là đạp, với lại đi đổi cái cục. Yếu quá, yêu con lít mấy à, vô không nổi. Ủa cái kiến này nhớ bấm một chạm làm sao giờ nó chọt hai ba cái là mới được à? Nó bị lâu ngày á, ít bấm kiến á, còn đâu hạ kiến nhiều đâu, nó bị dơ á. Về kiểm tra là coi nó bấm nó không chậm. Thì cái trường hợp này hiện tại giờ người mẹ đang nằm chăm sóc đặc biệt. Thì cái câu chuyện nghe người cha kể lại nãy rất là tội, kể trong nước mắt á. Ở trong phòng chăm sóc đặc biệt đó cả nhà. Thì chính vì vậy thì bây giờ Sang tập trung đi chạy kiếm đi đổi cái cục khác để hỗ trợ duy trì cho cháu nó thở. Về tới được Quảng Ngãi đoạn đường khá là dài, cho nên thì Sang gấp rút thì để bác chế nói chuyện sơ cả nhà. Sang sẽ kể lại cái câu chuyện này ở phần tập sau nha cả nhà. Để bác chế nói chuyện cả nhà và Sang tập trung đi cái. Rồi thì bây giờ sư phụ tập trung tranh thủ đi nhanh nhất có thể nha. Giờ về đổi cục adapter do chiều lấy lộn cái cục nguồn adapter. Thứ hai đó giờ sức khỏe của cháu bé nó còn yếu rồi cả nhà. Máy thở thì không thể nào đưa vào cơ thể của cháu được. Đó, còn cái tình trạng sức khỏe cũng như căn bệnh cũng như hoàn cảnh gia đình như thế nào thì sư phụ cũng nãy cũng đã hỏi sơ.
lúc khỏi đó con không thể quay phim được do ở trong bệnh viện á, mong cả nhà thông cảm. Thì sư phụ sẽ kể cho cả nhà chị nghe vào tập tiếp theo nha cả nhà. Thì giờ hai thầy trò con xin phép là tạm kết thúc video tại đây để tranh thủ di chuyển nhanh nhất có thể để đưa cháu về lại quê nhà cả nhà. Sơn cũng rất mong tất cả quý bà con cô bác hãy nhín chút vài giây chúng ta tĩnh lặng cầu nguyện cho cháu được mọi sự an lành tốt nhất, và kể cả mẹ cháu và cha cháu. Và đồng thời cái điều đặc biệt thì xin mọi người hãy cầu nguyện giúp cho Sang cũng như là ơn trên các vị chư thiên, xin các ngài cũng như là các vị chư vị Bồ Tát cho Sang thêm một chút cái gia trì lực của các ngài để Sang gắng cố gắng hết sức để bằng mọi giá để mà đưa cháu về tới quê nhà ở Quảng Ngãi. Thì Sang sẽ gắng nỗ lực hết sức để mà giữ hơi thở của cháu về được tới nhà bằng mọi khả năng, cũng như là cái lòng nhiệt huyết của Sang với lại Quốc Chế và tất cả anh em trong hội, và cũng như là cháu Như, cũng như là tất cả mọi người, để mà cùng nhau đồng lòng tĩnh lặng vài giây để cầu nguyện cho cháu. Thực sự thấy cháu rất là tội lắm. Sang không thể nào quay cận cảnh cho mọi người xem cái gương mặt của cháu. Thì Sang chỉ chụp hình trong lúc mà Sang vô nhận cháu ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thì hiện tại giờ còn mẹ cháu cũng là bác sĩ cũng đang chăm sóc đặc biệt luôn. Rồi người cha thì chết lặng này, Sang tập trung vào cái việc chuyên môn trước nha cả nhà. Mong mọi người thông cảm, cả nhà hãy xem vào cái video kế tiếp. Và liệu tấm Sang có hoàn thành được nhiệm vụ đưa cháu về tới nó quê nhà hay không? Mọi thứ còn trông chờ cái sự ơn trên cũng như là nhiên lành đến với cháu trong cái chuyến đi này. Thì cháu quá nhỏ Sang không dám về nhanh, sợ cái khi mà lúc mà dặn nó cháu nó nhẹ lắm, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cháu trong quá trình mà cháu đang thở được bởi những cái sự hỗ trợ từng hơi thở ở bên ngoài đó. Bây giờ cái máy Sang đưa vô là như bác Chế nói là dưới 1 lít rồi, đưa vô không nổi luôn, giờ buộc phải bóp tay. Mà nếu như lát nữa mà Sang mà đổi được cái cục khác đó để mà đưa vô cho cháu mà được đó, thì mừng, còn mà không đưa cục khác vô mà cháu không chịu được cái lực máy thì đành phải bóp tay. Mà bóp tay từ đây về Quảng Ngãi đó là cả một hành trình. Cho nên thì liệu rằng thì Sang với bác Giới có hoàn thành được nha. Nhưng mà ca này là chắc chắn là phải chạy đi xuyên đêm rồi, xuyên bằng đêm luôn, không được ngừng nghỉ chút nào hết. Trên xe hiện tại giờ trang bị có 2 cái máy chờ thở rồi đó, và 1 cái máy hút tràn, và 1 bác sĩ. Bữa nay là đi là bác sĩ luôn chứ không phải là điều dưỡng hay y tá gì nữa. Rồi bây giờ Sang đi nha cả nhà. Có đây nè, em có chạy theo đây nè. Dạ, anh cứ yên tâm, có đầy đủ hết, anh cứ yên tâm nha. Rồi anh chờ một chút, anh chờ một chút nha. Rồi, bác Giới sẽ tâm sự mọi người kết thúc nha cả nhà. Rồi thì giờ con sư phụ sẽ ghé để đổi cái cục adapter, cái cục điện nguồn của cái máy thở lên cả nhà. Rồi sau đó sẽ tiếp tục kích máy thở vào cho cháu xem như coi thế nào. Thì nếu mà máy thở không vào được nữa thì con cũng đành là bất lực thôi, bỏ tay thì ráng duy trì cái hơi thở của cháu bằng cái cách là thao tác bằng tay thôi cả nhà. Chứ máy thì hiện tại bây giờ là trước mắt là không thể nào đưa vô được. Rồi xin chào quý vị khán giả, thì hiện tại bây giờ đi đến đường tên lửa nha.
Nhưng mà cái tình trạng bây giờ là máy không thể nào hấp thụ vào được trong cơ thể của bé được nữa. Cái dòng máy này dòng máy cao cấp nhất mà bé không thở được, thì không có dòng máy nào để cho bé thở được. Lấy cái cục adapter là phải bóp tay vậy cả nhà, bóp bóng tay chứ hết đường ấy rồi. Rồi một xíu nữa sẽ tăng cường thêm một anh em nữa để theo để phụ bóp với lại gia đình, chứ thật sự quãng đường từ ở trong Sài Gòn mà về tới Quảng Ngãi rất là xa, 900 cây số đó, cho nên một người cha thì không thể nào để duy trì được cái hơi thở cho cháu về đến nhà được. Bây giờ sư phụ đang thu dọn máy, máy này là dòng máy cao cấp chuyên về dùng sử dụng cho những cái trẻ em sơ sinh, trẻ em nhỏ, nhưng mà bé đây là chỉ sinh non mới được 7 tháng thôi. Mới sinh ra được 3 ngày, bắt ra được 3 ngày nữa. Nên là cái hơi thở không thể nào mà duy trì được trong cái máy thở này, cho nên phải bóp tay vậy cả nhà. Máy bình này. Rồi anh Thảo ra để hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Bây giờ là sẽ đi thêm một người đó để tiếp tục hỗ trợ cho người nhà, để phụ người nhà bóp bóng đi cả nhà. Nhớ giữ đều cái tay á, từ từ. Thấy cái cảnh này rất là sốc ruột. Người cha ngồi tỉnh thờ bóp cho con rồi vừa nói chuyện với con luôn. Mặc dù là cháu chưa biết được cái gì, chưa nghe được gì, nhưng mà con nghĩ chắc có lẽ là cháu sẽ nghe. Đó, thấy người cha nói chuyện không? Giữ cái ống cho thẳng, giữ cái ống cho thẳng. Giữ cái ống cho thẳng, đừng nhúc nhích. Gắng cố gắng giữ cố định cái ống cho thẳng. Giữ ống này thẳng lên cho cháu. Đến chậm chậm 1, 2, 3 mới bóp. Bóp vừa tay, thả ra vừa tay. Khi mà mình bóp bóng bằng cái tay này cả nhà, theo con biết á, theo những kinh nghiệm anh em mà chia sẻ lại với con, thì con biết thôi cả nhà, không biết đúng hay sai. Nhưng mà mình bóp bóng như thế này á, là mình đang ép cái hơi thở vào để cho cháu được thở. Còn cái máy này á thì là cái hoàn toàn là chạy bằng tự động. Thì máy tự động thì set up mặc định cái thông số mặc định là thấp nhất cho cháu rồi. Đó, mà không có cháu không thể hấp thụ được. Bữa nãy con cũng lên được một xíu con cái thông số đó luôn, nhưng mà cháu cũng không hấp thụ được. Chỉnh tất cả các thông số luôn mà không có vô được trong cơ thể của cháu. Cho nên là bắt buộc là phải bóp tay, với cả bác sĩ cũng phải bó tay. Đó, chỉ có cái máy chuyên dụng ở trong bệnh viện thì mới cho cháu thở được cái thôi. Còn cái máy, tất cả máy trên xe là cái máy dòng máy mà con lấy chiều là dòng máy cao cấp nhất rồi, mà không thể nào mà duy trì được cho cháu. Rồi thì bây giờ hai thầy trò con bắt đầu tiếp tục di chuyển nha cả nhà. Thì dự định là sẽ kêu một người đi theo để hỗ trợ để bóp bóng phụ người cha, nhưng mà do cái công việc cho nên không có đi theo để hỗ trợ được nha cả nhà. Thì hai thầy trò đang cố gắng để di chuyển cho chở cháu về lại Quảng Ngãi nhanh nhất có thể, vừa nhanh mà vừa an toàn nha cả nhà. Thì cả nhà cũng nhìn sơ qua cái hình ảnh người cha ngồi bóp bóng cho cháu, mà chung là vừa tâm sự với lại cháu luôn. Nãy cũng có nói một câu nhưng mà con không quay lại kịp, là nó hai cha con mình về nhà nội nha con. Nói có nói cũng rất là đau lòng cả nhà, nhưng mà cũng phải ráng cố gắng thôi, chứ giờ thật sự là con với lại sư phụ cũng như là anh bác sĩ nãy cũng đã cố gắng hết sức rồi.
máy thở cũng đã trang bị cái loại tối tân cũng như là loại cao cấp nhất rồi, nhưng mà không bé không đáp ứng được cho nên cũng đành phải bó tay thôi. Rồi thì bây giờ quãng đường là xuất phát từ Sài Gòn là hiện tại bây giờ là 8:30 tối nha cả nhà, ngày 22 tháng 6 năm 2023. Thì dự kiến thì là sẽ là tới trưa ngày mai mới tới được thành phố Quảng Ngãi nha cả nhà. Do cái tình hình này không thể di chuyển nhanh được thì tụi con ráng cố gắng thôi, con với sư phụ ráng cố gắng thì hai thầy trò sẽ thay phiên nhau chạy xuyên đêm để đưa cháu về nhà nhanh nhất thôi. Sư phụ hiện tại đang cầm lái nha cả nhà, sư phụ đường Sài Gòn tại giờ xe cộ cũng rất là đông cho nên là sư phụ sẽ không tâm sự cả nhà nhiều được. Rồi mời cả nhà đi cùng con và sư phụ đưa cháu về lại thành phố Quảng Ngãi nha cả nhà. Và tiếp tục theo dõi hành trình hai anh em tôi, hai thầy trò tụi con nha cả nhà. Tình hình này nó cũng căng, nhưng mà biết nói sau đây cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là bác sĩ đi theo là cũng bất lực rồi, máy đưa cái máy tối tân vô cũng thô rồi. Cháu nó không thích nghi nổi, giờ làm thở bóp bóng rồi. Nhưng mà nói gì nói thì sang với bóp giới với là mấy anh em tài xế thì thực sự ra mà nói lương tâm không cho phép để rút ống. Bây giờ hai thầy trò gắng cố gắng chiến thôi, chiến được tới đâu hay tới đó. Bây giờ chỉ cầu mong một cái phép màu nào đó cả nhà. Nhưng mà điều mà sang luôn cũng cầu nguyện cho cháu để mà đón nhận được cái hồng ân của ba ngôi tam bảo cũng như là chư vị Phật, chư vị Bồ Tát, các vị chư thiên độ cho cháu và đạt được mọi cái sự an lành và được giải thoát niết bàn. Sang cũng xin mọi người cho Sang một vài giây tĩnh lặng để cầu nguyện cho cháu. Thay mặt gia đình của cháu, Sang rất là cảm ơn mọi người. Bây giờ cả nhà tiếp tục dõi theo hành trình của Sang, đừng vội tắt TV nha cả nhà. Có hành trình đi được tới đâu hay là trò chiến được tới đâu nha cả nhà. Đi thôi cả nhà, Sang gấp lắm luôn rồi. Cha bé cũng đang cứ vừa bóp bóng mà vừa nói chuyện với con. Anh ngồi xem cái viên bi trong cái đồng hồ đó, anh thấy có viên bi màu trắng không? Nó tụt xuống anh kêu em nha. Tại nhiều lúc đi em chơi đi đường sau á, có thể em quên em không có dòm kịp á. Bây giờ anh gọi cửa anh kêu em nha. Gắng cố gắng đi, hôm 8 con được thì tới đâu hay tới đó thì con trai.